Hello, chào các bạn. Đây là một cái gọi là mini cam, hay gọi cách khác là spy cam. Tức là một cái máy thu hình ảnh rất là nhỏ để chúng ta có thể để trên máy bay hoặc là thu bất cứ điều kiện gì, như là anyway thu lén cũng được này, nhưng mà mình không xúi các bạn làm vậy đâu nhé. Đây đây, cái hộp nguyên của nó đây. Nó cấu tạo giống như là một cái remote control của cái xe như vậy đó. Cho nên là không có indicator light, có nghĩa là nó không có cái đèn báo hiệu, cho nên là chúng ta rất là dễ nhầm lẫn nó giống như cái remote, kể cả lúc nó đang thu chúng ta không có thấy đèn. Đó là cái ưu điểm của nó, và nó làm cái hộp rất là đẹp. Đây, ui, đàng hoàng. Ok, thì ok, mình nói sơ sơ về cái này một tí. Cái này, cái internal memory built-in nó là 2 GB, sử dụng rất là dễ dàng, mình đã quay thử rồi rất là đẹp. Ok, mình mở power on thì nhận cái nút này xuống thôi, vì cho thấy cái đèn hiện lên đúng không, màu xanh đúng không quý vị. Nếu quý vị muốn nhấn nó thu, tức hiện giờ trạng thái là standby, nhấn nó thu quý vị chú ý cái ngón tay của tôi nhé, cái đèn xanh này khi quý vị nó chớp 2 cái nó tắt, có nghĩa là nó đang thu, quý vị xem nhé. Rồi tôi buông ra, quý vị thấy không, không còn đèn nào nữa hết, hiện giờ nó đang thu đây, nó đang thu đây. Thành ra đó là gọi là spy cam, có nghĩa là cái người bị thu cũng chả biết. Ok, nếu chúng ta muốn tắt là chúng ta nhấn nút này, vì thấy không, khi mình hiện đèn lên vậy có nghĩa là nó đã tắt rồi vậy đó. Ok, còn phía sau đây nó có một cái hút để dành chúng ta móc cái chìa khóa vào, nhưng mà chúng ta bấm một cái nút này đây, chúng ta release nó thì chúng ta sẽ được có cái cổng USB port. Đây, cổng USB có dây kèm theo, vậy thấy không. Đấy, cái này thì nó rất rẻ quý vị, tôi đã mua ở trên Hobby Pro, tôi không nghĩ là nó tốt nhưng mà thấy rẻ tiền mua, đại nó bán có 22 đô la thôi, cho nên tôi mua về thì tôi rất là ngạc nhiên về cái chất lượng hình ảnh của nó. Nó là độ cái độ phân giải của nó, tiếng Mỹ gọi là nó gọi là cái độ phân giải của nó, tiếng phân giải là sao ta, tiếng Việt độ phân giải, nó gọi là resolution, sorry, thì nó là 1000 720 nhân 480. Đó là hình ảnh của DVD format nên rất tốt, mình đã quay thử rồi. Bên cạnh đó mời các bạn xem một cái đoạn video ngắn mình quay trước cửa nhà nhé. Còn đây là cái đầu của nó đâu, quý vị thấy không? Cái lens của nó đó, chút xíu à, nhìn rất là không biết. Chúng ta không biết được đâu. Nhỏ lắm, nhỏ lắm, đây là ngón tay nha. Tôi để lên nè, quý vị thấy nè, thấy không? Đây. Thì muốn ngắn hơn ngón tay tôi nữa. Đúng không? Ok. Cái này chúng ta order tại là www.hobbyproduct.com, www.hobbyproduct.com, free shipping chỉ có 22 đồng mà thôi. Thank you. Được. Cho đó. Ok. Chúc gì vậy?